Hello, xin kính chào tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị, tất cả các anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh Lữ Tài của mình. Mình tên là Hạnh Nhật Tấn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho tất cả các quý vị, tất cả các anh chị về một bài, nó là tìm ngày tốt, ngày đẹp trong cái tháng 11 để chúng ta có thể dựng cửa, làm cửa. Các quý vị luôn luôn biết kênh của tôi luôn luôn xem ngày theo 24 tiết khí chứ không bao giờ xem ngày theo 12 tháng. Nếu mà các quý vị mà muốn xem ngày theo 12 tháng thì nó là rất là dễ. Các quý vị chỉ cần mua lịch dời, nhất là cuốn Tam Thông Miếu, nó có dời 12 tháng đó, thì các bạn có thể dựa vào cuốn Tam Thông Miếu là các bạn có thể coi ngày được. Nhưng khi chúng ta coi theo tiết thì không có cuốn sách nào, không có cuốn lịch nào nó có thể ghi đúng các khung tinh và các tiết tinh cho tất cả các quý vị hết đó. Cho nên các quý vị nên lưu ý, chúng ta nên xem ngày theo 24 tiết khí thì nó sẽ là chính xác hơn. Rồi, mời tất cả các quý vị và tất cả các anh chị cùng cùng lấy giấy, lấy viết ghi lại cái bài này nhé. Thì các bạn nên lưu ý, từ ngày 1 tháng 11 cho tới ngày 22 tháng 11 nó là tiết đại tiết và tiết đồng chí, cho nên nó là tiết của cái tháng 11. Tức là trong tháng 11 nó có hai tiết khí, đó là đại tiết và đồng chí. Còn những cái tiết khí khác thì nó không phải là tiết khí của tháng 11. Rồi nếu mà nó nằm ở tiết khí tiểu hàng thì nó là tiết khí của tháng 12. Ví dụ ngày 23 tháng 11 cho tới ngày 30 tháng 11 là tiết khí của tiểu hàng, cho nên nó là tháng 12. Tuy rằng trên lịch đời là tháng 11 nhưng thực chất nó đã lọt qua cái tiết tháng 12 rồi, nó là tháng 12 và chúng ta sẽ tra tiết tinh và hung tinh trong cái tháng 12 nha các bạn. Rồi. Thì ngày nào nó nằm trong tiết tháng 11 thì hồi nãy tôi vừa nói là ngày 1 tháng 11 cho tới ngày 22 tháng 11. Thì giờ sách chủ của nó là giờ Dậu từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút và giờ thọ tử của nó là giờ Thân từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút các bạn. Và ngày nào nó nằm trong tiết tháng 12, tức là ngày 23 tháng 11 cho tới ngày 30 tháng 11 đó, nó là tiết của tháng 12 thì nó có giờ sách chủ là giờ Mão từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút. Và giờ thọ tử là giờ Thân từ 15 giờ cho tới 16 giờ 59 phút các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bàn về những cái hung tinh. Tức là chúng ta sẽ tránh những cái hung tinh nào khi chúng ta cần dựng cửa và sửa cửa. Nên nhớ nha, nên nhớ các bạn, kênh của tôi vừa là hướng dẫn, vừa là xem ngày, tìm ngày sẵn cho tất cả các quý vị nào đang muốn dùng. Cho nên video của tôi luôn luôn nói về những tiết tinh, luôn luôn nói về những hung tinh để cho tất cả các anh chị nào đang nghiên cứu có thể nghiên cứu thêm đó. Thì chúng ta nên tránh ngày tam nương, đó là ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, ngày 22 và ngày 27 hàng tháng. Mỗi lần gặp 6 cái ngày này thì chúng ta tránh ra. Rồi ngày nghịch kỵ là ngày mùng 5, 14, 23 và chúng ta phải tránh ngày dương công kỵ nhật, ngày sát chủ, ngày thọ tử, ngày trực kiên, ngày trực phá, ngày trực định. Trực định tại sao là lại kỵ? Trực định thì luôn luôn nó có là tử khí, quan phù và đại hao. Mà quan phù và đại hao chúng ta không sợ, chỉ sợ là tử khí vào nhà, cho nên có việc dựng cửa là cực kỳ là kỵ tới ngày trực định. Giờ ngày nghiệt ểm, giờ ngày nghiệt sát, nghiệt sát, nghiệt hư đại thời. Đó, tại vì nó là nghiệt sát cho nên chúng ta cần phải tránh. Rồi chúng ta phải tránh ngày châu tước, ngày thiên tặc, ngày địa tặc. Thiên tặc địa tặc tức là vua của nó chủ về cái việc trộm cướp đó. Nếu mà chúng ta dựng cửa vào cái ngày thiên tặc hoặc ngày địa tặc á, thì nhà của chúng ta luôn luôn có người rình mò và trộm cướp. Giờ ngày Câu Dẫu Hà Khoi, ngày hoang vu. Ngày hoang vu tức là không có người ở, tức là khi mà mình dựng cửa lên thì khách khứa không có vô nhà mình, người ta đi tới, người ta muốn vô, người ta nhìn qua nhìn lại, người ta không có muốn vô. Đó là ngày hoang vu. Rồi ngày chánh tứ phới à, ngày chánh tứ phới là kỵ xây cắt, kỵ dựng cửa luôn à. Khi chúng ta dựng cửa, tạo cửa thì sửa cửa gì đó thì nó liên quan tới cái việc xây cắt, cho nên chúng ta phải tránh ngày chánh tứ phới. Rồi chúng ta phải tránh ngày thiên địa chuyển sát đó, là ngày 22 đó các bạn. Rồi chúng ta phải tránh ngày quảng vong, ngày sát chủ mùa và ngày đại sát bốn mùa à. Rồi thì vừa rồi thì tôi đã đọc qua một lượt những cái hung tinh để chúng ta tránh. Tôi đã biên soạn rồi tôi xóa đi, tôi xóa lại, rồi tôi nghiên cứu những cái hung tinh và những cái tin rất là kỹ các bạn, cho nên mới tìm ra được cho tất cả các quý vị là bốn ngày kiết.
4 ngày kiếp để chúng ta có thể dựng cửa. Thì 4 ngày kiếp là 4 ngày nào? Đó là ngày mùng 6 tháng 11, ngày 11 tháng 11, ngày 15 tháng 11 và ngày 24 tháng 11 các bạn. Đó. Còn ngày 30 tháng 11 thì nó không có phạm những cái, không có phạm vào những cái hung tinh như thế này, nhưng mà nó là ngày trực nguy. Cho nên chúng ta cái việc dựng cửa là rất là hợi trọng, cho nên chúng ta phải tránh cái ngày trực nguy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái luận từng ngày các bạn. Và việc lưu ý đầu tiên thì các quý vị nên nhớ là tất cả các video của tôi luôn nhắc đi nhắc lại là việc dựng cửa thì chúng ta phải tìm cái giờ nước lớn, dù dần giờ đó là giờ hắc đạo, nhưng nếu nó là giờ nước lớn thì chúng ta dùng là nó là rất là nó rất là tốt cho cái việc dựng cửa các bạn. Đó là cái khung giờ nước lớn, và trong cái video của tôi đã chia sẻ cho tất cả các quý vị cách tính khung giờ nước lớn. Nếu các quý vị nào quan tâm có thể vào kênh và kéo xuống tìm trong cái dàn video, nó sẽ có một cái khung giờ nước lớn, hoặc các bạn có thể lên YouTube các bạn gõ là khung giờ nước lớn hoặc là cách tìm khung giờ nước lớn thì video của tôi nó sẽ hiện ra, rồi các bạn coi để các bạn biết cách tính đó, để sau này có thể biết được là nước, con nước dòng hoặc con nước lớn. Nước dòng tức là nước cạn đó các bạn, còn con nước lớn tức là nước nó đầy. Rồi bây giờ chúng ta đi luận cái ngày mùng 6 tháng 11 năm 2020. Ngày này là ngày Bính Thân, nó thuộc về hành hỏa, nó là ngày trực thành. Trực thành là cực kỳ tốt các bạn. Nó là thứ bảy hàng tuần, nó nhằm ngày 19 tháng 12 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 19 tháng 12 và ngày âm lịch là ngày mùng 6 tháng 11 đó. Ngày này bởi vì nó là ngày Thân cho nên nó rất là kỵ người tuổi Thân, người tuổi Dần và người tuổi tuổi Hợi. Đó. Và nó hợp với người tuổi Tỵ, người tuổi Tý và người tuổi Thìn, và tất cả các tuổi chưa nhắc đến thì có thể dùng vào ngày này. Tức là những cái tuổi nào nó không kỵ thì chúng ta có thể dùng đó. Không cần biết nó hợp hay không, nếu mà nó hợp thì càng tốt, còn nó không hợp nhưng cũng không xấu, không kỵ thì chúng ta vẫn dùng được các bạn. Và ngày này bởi vì nó là hành hỏa cho nên nó kỵ người mạng kim, đó là tại vì hỏa khắc kim. Rồi cái giờ tốt của cái ngày này là từ 7 giờ cho tới 8 giờ 59 phút, từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút và từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút. Đó là giờ giờ Thìn, giờ Tỵ và giờ Mùi. Và trong đây khung giờ Tỵ là khung giờ nước lớn. Khung giờ Tỵ là khung giờ bắt đầu lớn các bạn, nước bắt đầu lớn, đó là từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. Giờ chúng ta tiếp tục bước qua cái ngày 11 tháng 11 năm 2020. Ngày này là ngày Tân Sửu, nó là ngày trực trừ, nó là hành thổ, nó là thứ năm hàng tuần, nó nhằm ngày 24 tháng 12 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày 24 tháng 12 và ngày âm lịch là ngày 11 tháng 11 đó các bạn. Bởi vì nó là ngày Sửu cho nên nó kỵ người tuổi Sửu, người tuổi Mùi và người tuổi Ngọ, và nó hợp với người tuổi Tý, người tuổi Tỵ và người tuổi Dậu, và nó kỵ luôn cái người mạng Thủy các bạn, tại vì ngày này là ngày hành thổ, thổ khắc Thủy. Cái khung giờ tốt của nó chỉ có hai khung giờ, đó là giờ Mão từ 5 giờ cho tới 6 giờ 59 phút và giờ Tỵ từ 9 giờ cho tới 10 giờ 59 phút. Và khung giờ nước lớn cũng là giờ Tỵ, tại vì là lúc mà giờ Thìn á, là nó bắt đầu lớn, nhưng mà giờ Thìn là khung giờ xấu, chúng ta không dùng. Giờ chờ tới giờ Tỵ thì cái lúc nó bắt đầu lớn là giờ Thìn, và cho tới giờ Tỵ thì nó là lớn hẳn, là nước đang đầy, là cực kỳ tốt các bạn. Chúng ta nên dùng cái khung giờ Tỵ, tức là từ 9 giờ tới 10 giờ 59 phút để chúng ta dựng cửa, sửa cửa hoặc tạo cửa các bạn. Giờ chúng ta bước tiếp qua cái ngày 15 tháng 11 năm 2020. Ngày này là ngày Ất Tỵ, nó thuộc về là trực trắc, nó là hành hỏa. Nó là thứ hai hàng tuần, nó nhằm ngày 28 tháng 12 dương lịch. Tức là ngày dương lịch là ngày 28 tháng 12 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 11 các bạn. Bởi vì nó là ngày Tỵ cho nên nó kỵ người tuổi Tỵ, người tuổi Hợi và người tuổi Dần, và tất cả các tuổi khác đều dùng được ngày này. Và nó kỵ luôn người mạng kim, tại vì ngày này là ngày hành hỏa, hỏa khắc kim. Rồi, cái khung giờ tốt của ngày này là giờ Thìn từ 7 giờ tới 8 giờ 59 phút, giờ Mão từ 5 giờ tới 6 giờ 59 phút, giờ Mùi từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút các bạn. Và cái ngày này khung giờ nước lớn của nó bắt đầu lớn cũng là giờ Tỵ các bạn. Nhưng mà giờ Tỵ là nó không có nằm trong cái khung giờ tốt trong cái ngày này, thì chúng ta sẽ chọn cái giờ Mùi. Hoặc nếu mà chúng ta thấy giờ Mùi trễ quá, chúng ta cũng có thể chọn cái giờ Thìn hoặc là giờ Mão. Tôi nhắc lại, giờ Mão và giờ Thìn trong cái ngày này là nước đang cạn,
cạn ráo luôn đó các bạn. Đó, cho nên cũng không thích hợp cho cái việc dựng cửa. Các bạn nên chờ đến giờ mùi, tức là nước nó cũng đang đang đầy, nó chưa rút hết. Đó là giờ mùi, là từ 13 giờ tới 14 giờ 59 phút là giờ đó chúng ta dựng cửa được. Giờ nước lớn là chúng ta tìm khung giờ nước lớn là để chúng ta dựng cửa thôi. Còn sửa cửa, gắn cửa hoặc tạo cửa ngõ thì chúng ta không cần dùng khung giờ nước lớn, chúng ta chỉ cần dùng cái khung giờ hoàng đạo là được. Còn cái việc dựng cửa, tức là khi mình xây nhà mình dựng cửa lên á, mình tạo cái cửa ra mình dựng cửa lên á, đó là mình nên tìm khung giờ nước lớn. Đó. Còn khi mà chúng ta sửa cửa bình thường hoặc tạo cửa ngõ là khung giờ nước lớn chúng ta không cần, mình cần cái khung giờ hoàng đạo thôi. Đó. Và một cái ngày tốt bình thường trong cái tháng 11 năm 2020, ngày này là ngày 24 tháng 11 năm 2020, ngày này nó là ngày Giáp Dần, nó thuộc về là trực trừ, nó là hành thủy, nó là thứ tư hàng tuần, nó nhằm ngày 6 tháng 1 dương lịch, tức là ngày dương lịch là ngày này là nó đã qua năm 2021 rồi nè, ngày dương lịch nó là ngày ngày 6 tháng 1 nè, là ngày 6 tháng 1 năm 2021 của dương lịch, còn cái ngày âm lịch là ngày 24 tháng 11 năm 2020 của âm lịch. Đó, các bạn cần lưu ý nha. Thì giờ thì bởi vì ngày này là ngày Dần cho nên nó kỵ người tuổi tuổi Dần, người tuổi Thân và người tuổi Tỵ, và tất cả các tuổi khác đều dùng được ngày này, chỉ có trừ ba cái tuổi đó ra. Và cái nó kỵ luôn người mạng hỏa, và nó kỵ luôn người mạng hỏa, tại vì ngày này là ngày hành thủy, thủy khắc hỏa. Và cái khung giờ tốt của nó là giờ Dần từ 3 giờ cho tới 4 giờ 59 phút các bạn. Rồi giờ Sửu là từ 1 giờ cho tới 2 giờ 59 phút, và giờ Mùi từ 13 giờ cho tới 14 giờ 59 phút các bạn. Các bạn nên lưu ý cái ngày 24 tháng 11 năm 2020 âm lịch này là nó đã nằm ở tiết tháng 12 rồi nha các bạn. Nó là tiết của tháng 12 đó, cho nên cái giờ sát chủ của nó sẽ bị thay đổi. Và khung giờ nước lớn của cái ngày hôm nay là giờ Dậu và giờ Mão, nhưng mà khung giờ Mão nó bị phạm sát chủ và thọ tử, tức là cái khung giờ nó bị phạm, cho nên chúng ta không dùng giờ Mão, chúng ta phải dùng giờ Dậu. Giờ Dậu là từ 17 giờ cho tới 18 giờ 59 phút, là tức là 5 giờ chiều cho tới 6 giờ 59 phút chiều. Đó là giờ đó là nước bắt đầu nó lớn, chúng ta dùng cái giờ đó chúng ta dựng cửa nó rất là tốt các bạn. Thì các bạn nên lưu ý khi chúng ta xem ngày làm bất cứ một chuyện gì thì chúng ta chỉ cần lấy được ngày, lấy được giờ tốt để chúng ta dựng cửa lên. Ngày tốt, giờ tốt để chúng ta dựng cửa lên. Rồi chúng ta để đó mai chúng ta làm tiếp vẫn được các bạn. Mai chúng ta làm tiếp. Mai á, không biết ngày đó nó tốt hay xấu. Tại vì á, là mình đã làm trước để lấy ngày, lấy giờ rồi. Thì đương nhiên nó tốt từ cái khúc đầu là nó tốt về sau luôn. Cho nên á, là quan trọng là cái khúc đầu, lúc mà mình dựng cửa vào cái ngày nào, vào cái giờ nào. Một khi nó vào ngày tốt, giờ tốt rồi thì mai lại chúng ta tiếp tục làm. Chứ không cần nhất thiết phải làm sáng cho nó kịp, làm sáng cho nó kịp để thợ ta làm. Cái đó là các bạn làm theo cái ý của các bạn. Còn khi các bạn đã chấp nhận xem ngày thì các bạn nên lưu ý, ý là xem ngày tốt, xem giờ tốt, chúng ta dựng cửa lên, chúng ta để đó, mượn người hoặc là chính chúng ta với người nhà chúng ta dựng cửa lên, chúng ta để đó. Rồi mai thợ nó tới nó làm vẫn được các bạn. Đó. Rồi còn các bạn nên lưu ý những cái việc này thì chúng ta phải tránh những cái dạng người như là khi mà chúng ta dựng cửa thì người nhà của chúng ta phải đứng đứng để chặn hết tất cả những cái người qua lại. Đó là để chi? Tại vì mình không có biết cái người qua lại đó nó ô uế hay là nó bị cái gì. Ví dụ như nó đang bị tan mà mình có biết đâu, nó đi ngang qua nó thấy dựng cửa cái nó ngó vô cái cửa của mình là gọi là bị dính tan. Hoặc là cái người ta người người phụ nữ đang tới tháng đó, ta không biết, ta đi ngang qua rồi bị dính ô uế. Hoặc là người mang bầu đi ngang qua bị dính ô uế. Cho nên khi mà chúng ta dựng cửa, thường thường á, người ta dựng cửa người ta thường hay tìm những cái giờ khuya ta dựng. Còn nếu mà chúng ta lỡ thấy cái khung giờ nước lớn nó nằm ở cái khung giờ sáng thì chúng ta khung giờ ban ngày, ví dụ như 5 giờ chiều này, chúng ta dựng lên thì giờ đó là lúc đó là người rất đông. Thì các quý vị phải để ý và các quý vị phải chặn hết tất cả những người qua lại để người ta không qua lại. Ví dụ như chặn người tuổi mà tuổi 5 tuổi này, tức là bị phạm thế tới này, xung với năm này, hại với năm này, rồi người bị tam tai nè. Một khi mà người ta bị tam tai, người ta đi ngang qua người ta nhìn vô là rồi cái cửa nhà mình bị dính tam tai. Hoặc là người ta bị tan này, bị ố ới này, bị đủ thứ. Hoặc là cái từ trường của người ta đang xấu,
cái từ trường của ta đang xấu. Ví dụ người ta đang đổ nợ, cái trong đầu người ta đang buồn bực, đang suy nghĩ gì đó, đang cắm cúi, đang bù đi bù suy nghĩ cắm cúi, thì cái năng lượng xấu á, nó bao trùm khắp cái con người đó. Đó gọi là năng lượng, không phải là năng lượng lượng tích cực mà là một cái năng lượng tiêu cực á, rồi nó đi ngang qua cái cửa của chúng ta, đi ngang qua thì cái năng lượng đó nó vô tình nó bị hút. Cái cửa của chúng ta là khi mà dựng lên á, là nó sẽ hút những cái từ trường xung quanh. Nếu mà từ trường tốt á, thì là tốt đó, tại vì mình xem ngày xem giờ tốt là để nó hút được cái trường khí của vũ trụ đó, là cái trường khí tốt của vũ trụ. Từ ngày tốt giờ tốt là trường khí tốt đó. Nhưng mà cái trường khí của cái người người mà bị tiêu cực á, người ta đi ngang qua nó cũng hút vô luôn. Thành ra cái ngôi nhà của các bạn, khi mà các bạn dựng xong, dựng cửa xong, các bạn về, khi nhập trạch các bạn về nhà ở, nó buồn buồn sao á, đó thì bị cái trường khí tiêu cực đó nó ảnh hưởng đó. Đó giờ còn mà nếu mà chúng ta bị tan thì nó còn gớm hơn nữa đó. Giờ chúng ta bị ô uế thì còn dễ, chúng ta bị ô uế thì chúng ta chỉ cần xong, lúc mà mình về nhà mới á, là lúc nào lỡ không vậy, khi mình về nhà mới thì bất cứ ai cũng vậy, cũng phải có một thang thuốc xông để xông nhà, để xông cho những cái trường khí xấu nó đi hết, những cái trường khí cũ á, nó không còn á, thì nhà nào cũng xông. Cho nên á, khi mà bị ô uế á, dựng cửa lên mà bị ô uế thì chúng ta khi nhập trạch chúng ta xông nhà thì nó hết. Nhưng mà lỡ mà bị tam tai, rồi bị tan đó, hoặc là bị dính cái trường khí xấu là nó mệt lắm. Cũng có cách giải, các bạn cũng là một dạng xông nhà, nhưng cái thuốc của nó là thuốc khác. Ví dụ như bị tan, bị dính tan thì mình có cái thuốc là trắng trùng đó, gọi là trắng trùng tan đó, các bạn có thuốc trắng trùng tan. Mình cũng xông nhà như là mình xông những cái thuốc xông nhà đó đó. Rồi mà dính ô uế thì dùng thuốc xông nhà. Rồi dính, lỡ mà dính tam tai, dính năm tuổi á, thì lại dùng cái thuốc khác các bạn, gọi là thuốc thuốc trừ tà đó, thuốc xông nhà để trừ tà. Thuốc đó là mắc tiền lắm các bạn, nó mua toàn là những cái thứ là chu sa thằng sa, rồi hùng hòn quế chi nữa, nó nhiều nhiều cái thứ thuốc nó mắc tiền lắm. Giờ để chúng ta xông nhà giải những cái bị mà bị tam tai, rồi bị cái trường khí xấu rồi đó đó, thì nó sẽ cái những cái liều thuốc đó nó sẽ mắc tiền hơn đó. Còn mà liều thuốc xông bình thường để tống ới á, thì nó dễ, mà liều thuốc xông trắng trùng á, thì nó rất là mắc đó, nó mắc gấp 4 5 lần cái thuốc bình thường. Rồi nếu mà chúng ta bị 5 tuổi, cái người mà bị 5 tuổi bị xung tới, bị thái tới, rồi bị xung thái tới hoặc bị tam tai á, mà nó đi ngang qua, nó ngó vô cái cửa nhà mình bị cái đó, nó mới nặng. Cái đó là dùng cái thuốc cực nặng để giải các bạn đó, và cúng cúng tới cũng rất là nhiều mới giải được đó, gọi là chúng ta bị dính trường khí xấu. Rồi coi như là quy giáo xem ngày dựng cửa, tạo cửa, sửa cửa trong cái tháng 11 năm 2020 đến đây cũng đã hết rồi. Hạnh Nhật Tấn xin được khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị, tất cả các anh chị ở những video sau. Hãy nhớ bấm like và bấm nút đăng ký kênh cho mình, để kênh của mình một ngày một phát triển mạnh lên, để Hạnh Nhật Tấn có nhiều niềm vui hơn, có nhiều tư duy hơn, để sản xuất ra nhiều video hay hơn và bữa hơn nữa, để cống hiến và chia sẻ lên cho tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ạ. Rồi, chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và tất cả các anh chị ở những video sau nhé. Chào.